Xin chào các bạn ạ. Như đã biết thì Galaxy S8 là flagship mới nhất của Samsung với những cải tiến rõ rệt so với người tiền nhiệm Galaxy S nói riêng và thậm chí là còn nổi bật hơn hẳn so với phần còn lại của thị trường di động nói chung. Với Galaxy S8 thì Samsung đã mang đến rất nhiều thứ hay ho, trong đó ấn tượng nhất có lẽ chính là màn hình vô cực của siêu phẩm này, thứ mà Samsung tự hào gọi bằng cái tên đậm chất điện ảnh Infinity Display. Dĩ nhiên cần phải biết rằng với một tiêu chuẩn công nghệ mới thì các nhà sản xuất đều có những lý do để đưa nó vào thiết bị của họ với mục đích vẫn là mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng. Và trong video ngày hôm nay, Mac Channel sẽ cùng các bạn tìm hiểu về lý do Galaxy S8 được trang bị màn hình vô cực cũng như là màn hình này sẽ có những tác dụng gì trên siêu phẩm hấp dẫn hàng đầu thị trường hiện nay, chiếc Galaxy S8. Như đã đề cập thì màn hình vô cực Infinity Display của chiếc Galaxy S8 chính là thứ góp phần tạo nên vẻ đẹp tuyệt mỹ cho siêu phẩm này. Theo đó thì Samsung sử dụng tấm nền AMOLED độ phân giải là WQHD 2960x1440px, tỷ lệ là 18.5:9 theo chuẩn Univision cho Galaxy S8. Mặc dù khá tương đồng với chiếc màn hình có tỷ lệ 18:9 của LG G6, nhưng khả năng hiển thị của chiếc Galaxy S8 nhiều khả năng là sẽ có phần cải tiến hơn. Cụ thể, trên màn hình vô cực của Galaxy S8 sẽ cho diện tích hiển thị tới hơn 80% không gian mặt trước, tức là lớn hơn tới 18% so với người tiền nhiệm Galaxy S7. Để đạt được tỷ lệ không gian lớn đến như vậy thì phần viền trên và dưới màn hình của Galaxy S8 đã được Samsung nới rộng thêm ra, trong đó thì phím home vật lý vốn là những biểu tượng trên dòng Galaxy S trước đây cũng đã bị loại bỏ. Toàn bộ cụm phím điều hướng của Android giờ đã được đưa vào bên trong màn hình, tức là trở thành dạng cảm ứng tương tự như các mẫu điện thoại Android khác hiện nay. Ở phía trên màn hình Galaxy S8 thì các chi tiết như là camera trước, cụm cảm biến cũng được thiết kế gọn gàng hơn và sát với cả mép khung máy phía trên hơn, và các góc màn hình thì cũng được bo tròn thay vì là vuông góc như cũ. Nói tóm lại thì ở khâu thiết kế, Samsung đã rất chăm chút để màn hình Galaxy S8 được xử lý một cách tối đa, giúp mang đến cảm giác như là một thiết bị với viền màn hình siêu mỏng, thậm chí là còn tràn viền, tức là mang đến cảm giác hình ảnh hiển thị nổi lên trên và nịnh mắt người dùng hơn trước. Bên cạnh đó thì một đặc điểm nữa trên màn hình vô cực của Galaxy S8 chính là tỷ lệ khá dài 18.5:9. Theo Samsung giải thích thì tỷ lệ khung hình mới cho phép người dùng có thể xem nhiều thứ hơn trên không gian của một chiếc smartphone. Màn hình dọc thiết kế dài hơn giúp nội dung hiển thị nhiều hơn và phù hợp lướt web hay là đọc email, và thao tác vuốt vuốt thì cũng ít hơn trước. Người dùng cũng có thể vừa xem phim ở cửa sổ trên vừa thao tác nhắn tin ở cửa sổ dưới mà không bị bàn phím che khuất. Khi nằm ngang thì nội dung hiển thị cũng tốt hơn bao giờ hết, và việc chơi game hay là xem video thì cũng chân thực hơn, nhất là các hãng phim như là Hollywood thì đã áp dụng tỷ lệ màn hình là 2:1 cho các bộ phim của mình. Tiếp tục là một tác dụng khác của tỷ lệ màn hình 18.5:9 trên Galaxy S8, đó chính là khả năng đa nhiệm. Với tỷ lệ cao hơn cả 2:1 như vậy thì trên màn hình Galaxy S8 người dùng hoàn toàn có thể là chia đôi cửa sổ và thao tác cùng hai ứng dụng một lúc. Tính năng Snap Window thì cũng khá là hay ho khi mà cho phép người dùng ghi một ứng dụng lên một khu vực cụ thể trên màn hình trong khi sử dụng không gian bên dưới để thực hiện công việc khác, tương tự như là trên máy tính vậy. Như vậy, nói tóm lại thì việc tích hợp màn hình vô cực Infinity Display của Samsung cho Galaxy S8 không ngoài mục đích là tăng khả năng trải nghiệm smartphone. Bên cạnh đó thì màn hình này cũng hứa hẹn là sẽ nâng khả năng sử dụng đa nhiệm trên điện thoại lên một tầm mới, điều mà rất ít điện thoại khác trên thị trường có thể làm được. Hy vọng rằng với khả năng hiển thị kiểu mới này thì Samsung sẽ mở ra một xu hướng mới về cả thiết kế và tính năng trên thị trường smartphone vốn đã được đánh giá là thiếu sáng tạo và nhàm chán như hiện nay. Vừa rồi là một số thảo luận của Mac Channel về những lý do xung quanh việc áp dụng màn hình vô cực trên chiếc Galaxy S8. Bạn có cho rằng màn hình của chiếc điện thoại này thực sự là một bước đột phá hay không? Hãy cùng thảo luận với chúng mình ở bên dưới comment nhé! Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mac Channel. Bye bye!